Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay thứ tư ngày 9 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Ông Tran Van Thong, người phát ngôn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchea tuyên bố Nam Bộ là lãnh thổ của Campuchea. Tôi đã nhiều lần khẳng định Nam Bộ Việt Nam, hay có người gọi cách khác gọi là miền Nam Việt Nam, là lãnh thổ của Campuchea, phù hợp với luật pháp quốc tế được Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, tất cả các nước trên